dung dịch tẩy rửa dầu nhớt Danhot nha cả nhà. Đây quy trình của anh em mình dán tem chuẩn bị đóng đơn nha. Bữa nay mình đi 100 chai nha. Đây anh em mình đang lên đơn nha. Đây bây giờ tem mình làm ok luôn nha cả nhà. Anh em bà con nào mua không biết cách dùng thì quét mã QR nha, sẽ có video hướng dẫn cho anh em mình rửa nha. Đây cái này là tẩy đen nha anh em, còn bên đây là tẩy đa năng nha. Bên mình có hai loại dung dịch nha, dầu nhớt bên trong máy là bao anh em thợ mình bao xài nha, không ra một mình đền 10 nha. Đây chuẩn bị anh em đóng gói nha. Rồi có anh em nào có cần xài thì liên hệ cho mình nha anh em. Đây mình có số điện thoại nha, mình có để số điện thoại trên video, anh em nào cần thì liên hệ cho mình. Một chai gì là 100k nha, mua hai chai bên mình bao ship. Anh em nào mua số lượng nhiều 30 lít trở lên mình bán giá sỉ nha. Đây nhà sản xuất bên mình luôn nha, hàng độc quyền tự chế nha anh em. Rồi hết thời gian rồi, ngày mới chúc cả nhà mình xem video vui vẻ nha. Bye bye.